Microsoft Flight Simulator có một phiên bản Game of the Year mới đến với Xbox Series X, Windows và Steam vào ngày 18 tháng 11. Bản cập nhật mới này của trò chơi mang đến một lượng nội dung mới cho Flight Simulator cùng với tất cả các bản cập nhật nội dung kể từ đó năm 2020 ra mắt. Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition cũng nâng cao trải nghiệm trước đó của tựa game với 5 máy bay mới và thêm 8 sân bay được làm thủ công. Các nhiệm vụ mới, hướng dẫn, thành phố đỏ ảnh và các tính năng khác bao gồm hệ thống thời tiết cập nhật và hệ thống phát lại chế độ nhà phát triển cũng đang được triển khai. Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition cũng nâng cao trải nghiệm trước đó của tựa game với 5 máy bay mới và thêm 8 sân bay được làm thủ công. Các nhiệm vụ mới, hướng dẫn, thành phố đỏ ảnh và các tính năng khác bao gồm hệ thống thời tiết cập nhật và hệ thống phát lại chế độ nhà phát triển cũng đang được triển khai. Phiên bản mới này sẽ có sẵn trên Xbox Series X, Steam và Windows thông qua hình thức mua hoặc đăng ký Game Pass. Điều đó cho thấy Microsoft đã tăng gấp đôi cam kết tung ra tất cả các trò chơi của bên thứ nhất trên dịch vụ. Đối với những người đã mua phiên bản Flight Simulator trước đó, bản cập nhật trò chơi của năm này hoàn toàn miễn phí để tải xuống. Microsoft Flight Simulator hiện có sẵn trên Xbox Series X và Windows 10/11 với Xbox Game Pass và Steam. Phiên bản trò chơi của năm sẽ đến với các thị trường đó cũng như Xbox và PC Game Pass vào ngày 18 tháng 11 năm 2021. Chia sẻ hữu ích nhé!